hai anh em, trong giây này mình sẽ giveaway cho anh em 3 con đồng hồ đây, đến từ hãng Hairspray. 3 đồng hồ mình sẽ review chi tiết. Đây, mở lên này, bên trong đó mình sẽ review chi tiết đồng hồ Hairspray Z2 này và sẽ giveaway cho anh em 3 chiếc nhá. Đây là sản phẩm do Hairspray tài trợ, những anh em nào mà xem video trên kênh YouTube của mình. Rồi thì đầu video mình sẽ review chi tiết và cách chơi để nhận 3 đồng hồ Smart Band Z2 này như nào. Thì mình sẽ để link chơi ở dưới video này. Anh em lưu ý nhé, sẽ dành cho 3 bạn. Và chiếc đồng hồ này đang có giá là gần 1 triệu. Đó, tổng phần quà trong video này là khoảng 3 triệu. Dành cho 3 anh em may mắn. Rồi. Bên trong thì đây như một chiếc hộp quà tặng sinh nhật thôi đó. Bên trong ta sẽ có hộp sản phẩm đây, ngoài ra bên trong không có gì, một khay đựng hộp. Mình cũng sử dụng đồng hồ này rồi và mình sẽ review chi tiết cho anh em. Hộp sản phẩm thì đây mới là hộp sản phẩm Hairspray này, hình sản phẩm này, Smart Band Z2. Ở đây chúng ta sẽ có đo nhịp tim, đo oxy trong máu, đo thân nhiệt, đo bước chân, tập thể dục thể thao và đo giấc ngủ. Đấy, đồng hồ này có một cái ưu điểm là đo thân nhiệt và đo huyết áp rất là hay luôn. xung quanh này. Mặt dưới chúng ta sẽ có thông tin là công ty, địa chỉ tiếng Việt luôn. Ok, bên trong. Và bên trong chúng ta sẽ có túi đựng này, chống ẩm này và sách hướng dẫn sử dụng. Đây hướng dẫn sử dụng rất là nhỏ gọn. Anh em không thấy dây sạc đâu đúng không? Con này không có dây sạc nha anh em, mà nó sạc qua. Nó sạc qua cái đầu USB có sẵn trên cái con nhộng. Đây. Đó. Anh em chỉ cần cắm vào máy tính, laptop, PC có cổng USB là được, hoặc cắm vào củ sạc dự phòng hoặc là củ sạc điện thoại đều được hết. Rất là tiện. Đây là một cái ưu điểm của vòng tay thông minh này. Có những cái vòng tay là chúng ta phải tháo con nhộng ra, nó lắp vào cái đốc sạc cơ, khá là bất tiện. Đó, một ưu điểm đầu tiên. Lưu ý là mình sẽ tặng nhá, tặng 3 sản phẩm, 3 con đồng hồ này cho 3 bạn. Một lần nữa cảm ơn Hairspray đã tài trợ 3 chiếc đồng hồ này cho những fan theo dõi kênh YouTube của mình. Đó. Anh em lưu ý là nếu mà anh em muốn mua sản phẩm này ấy, thì sẽ có cả mã giảm giá. Mình sẽ để link mã giảm giá và cả link sản phẩm này ở dưới video cho anh em mua nhá. Con này là Smart Band Z2. Ok, đây là thiết kế bên ngoài. Như anh em có thể thấy, thiết kế nó theo thiên hướng theo kiểu khá là sport thể thao ấy. Ở trên thì đen, ở dưới thì màu tím. Cái vòng này, cái dây vòng này mình đeo một thời gian thì mình thấy nó có khả năng chống nước, cũng như anh em ra mồ hôi thì nó sẽ kiểu không thấm ấy. Đấy, khá là tốt. Đó, thiết kế theo kiểu những đường sọc này, rất là bí cho một vòng tay theo dõi sức khỏe. Và anh em lưu ý là con này chúng ta chỉ kiểu chống nước nhẹ thôi, có nghĩa là chúng ta kiểu chạy tập thể dục thể thao thì nó sẽ ra mồ hôi, nó chống được, nhưng mà chúng ta hạn chế cho tiếp xúc với nước như là kiểu tắm rửa, bơi lội gì đấy. Chỗ này cũng có logo Hess và thiết kế theo kiểu đeo truyền thống như những đồng hồ đeo tay bình thường. Mình đeo thì cũng khá là thoải mái, nói chung là cái dây này nó không làm mình bị cấn tay, không bị khó chịu nha anh em. Và nó ôm tay, rất là khít tay đây. Em thấy nó cong, nó bo, khít tay luôn. Đằng sau này thì chúng ta sẽ có hai cái miếng kim loại này, tác dụng nó để làm gì thì mình sẽ nói. Và đèn cảm biến để theo dõi, để đo các chỉ số. Đấy, mặt dưới đơn giản vậy thôi. Trên chúng ta sẽ có cái màn hình với cái nút cảm ứng. Lưu ý là con này chỉ có cái khu vực cảm ứng ở đây thôi. Sau một thời gian dùng thì mình nhận thấy con này chính xác là kiểu vòng tay theo dõi sức khỏe đúng nghĩa luôn, tại vì nó hỗ trợ rất là nhiều tính năng theo dõi sức khỏe hay. Đấy, chúng ta chỉ cảm ứng ở khu vực này thôi, mặt đồng hồ chúng ta sẽ không có cảm ứng. Đó, mỗi lần chúng ta chạm thì sẽ chuyển sang các chế độ đó. Và ấn này, đây chúng ta sẽ xem theo dõi thể thao này. Đây chúng ta sẽ đo nhiệt độ này, anh em nhìn thấy hình nhiệt kế không? Và khi chúng ta ấn này thì nó sẽ tự nó đo luôn rồi. Đấy, nó sẽ nhấp nháy đèn ở đây, đèn cảm biến đây. Đo nhịp tim, đo huyết áp này, đó, điện tim, đó, nồng độ oxy trong máu. Trời ơi, đo rất là nhiều thứ luôn ý. Đấy, chế độ tập luyện thể thao và có cái chữ long space là nó sẽ bảo là mình ấn giữ. Đó, và có những cái chế độ running này, đạp xe này,
chạy ngoài trời hay là bách, đấy, bách ra. Và đây giấc ngủ của mình này, hôm qua này, đấy, 6,2 tiếng. Tin nhắn này, hiển thị những cái thông báo setting này. Sau setting sẽ có chụp ảnh qua đồng hồ này, lật cổ tay để hiện giờ này, đang bật này. Ở đây chỉnh đèn đây, chỉnh đèn màn hình. Thì con này, đấy, độ sáng nhất của nó chỉ như này thôi. Reset này, và tắt đồng hồ, back. Rồi, và mặt đồng hồ đây, và chúng ta sẽ giữ chặt này để nó thay mặt đồng hồ. Đó, có mấy mặt đồng hồ đây. Đấy, cơ bản. Ok, bây giờ mình sẽ đo thử cho anh em xem nhá. Thì mình thấy nó đo cũng khá là chính xác đấy. Để đo thân nhiệt thì anh em đây, mình lúc đầu mình nói hai cái miếng kim loại điểm gì đó để đo thân nhiệt anh em, để chúng ta phải đeo sát vào tay thì nó đo sẽ chuẩn hơn. Như này, rồi bắt đầu mình sẽ đo. Đó, bắt đầu nó sẽ đo thân nhiệt cho anh em. 36 độ này. Đấy, với cái tình hình hiện nay Covid-19, đo thân nhiệt thì sẽ rất là hữu ích đây, để chúng ta theo dõi được nhiệt độ cơ thể đấy. Chẳng may có sốt sủng gì đấy thì nó sẽ báo cho anh em và chúng ta cũng sẽ biết đó. Và đây là đo nhịp tim. Đấy, 78. Tiếp là đo huyết áp. Đo huyết áp thì mình nghĩ cái này tương đối thôi, tại vì đo huyết áp phải bóp biết các thứ này, xong rồi không nói các thứ này thì nó chuẩn hơn. Mình bị huyết áp thấp nên nghe. Đấy, sáng nay còn đỡ này. Đấy, huyết áp thấp là bình thường, nếu mà chuẩn là phải 120/80 cơ. Hôm qua đo toàn 100/60. Đấy, loanh quanh dao động huyết áp thấp nha anh em. Nói chung là đấy, trong lúc đo thì không nói, mình vẫn nói, này không chuẩn. Không nói với cả phải tinh thần phải thoải mái. Đấy, cực kỳ thư giãn thì nó mới chuẩn. Đây, 110/74. Đấy, nói chung là cũng do mình nói này nên nó cũng không chuẩn lắm. Mình bị huyết áp thấp hay chóng mặt. Đấy, nhịp tim, điện tim. Đấy, đo nồng độ oxy trong máu thì trong khoảng 90% trở lên thì tốt đấy. Đó, 98%. Tốt nha anh em, 98-100 là tốt. Đó, đo sport thể thao. Rất nhiều chế độ. Con đồng hồ này đeo lên tay nhìn cũng khá là manly đúng không anh em? Sport. Nó nhỏ gọn thì cái này anh em kết hợp đeo với cả đồng hồ cũng được, đeo hai thứ trên một tay cũng được. Ở đây chúng ta sẽ cài cái ứng dụng là Handscan này. Đấy, thì đi 275 bước chân, khoảng cách này, đây những cái chỉ số vừa đo đây. Đấy, hôm qua đo này, bây giờ chúng ta sẽ loát lại. Đó, 103/68 này, huyết áp này, đấy. Hôm nay vừa đo đây, 110/74/77. Tim, nhiệt độ cơ thể 36, oxy trong máu 98. Đây, giấc ngủ 19 tháng 4 này, ngủ 6 tiếng 9 phút và ngủ sâu được khoảng 1 tiếng 14 phút, tỉnh dậy một lần. Đó, những cái chỉ số, phần trăm pin này, notification, thông báo này, cuộc gọi, tin nhắn, Facebook, Messenger, các thứ. Arm này, hẹn giờ đây, thì mình cũng thích, nói chung là mình cũng rất thích những cái tính năng hẹn giờ trên vòng tay, tại vì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác, nó chỉ rung vào vòng tay thôi. Đấy, nhưng nó không kêu để ảnh hưởng đến người ngủ xung quanh. Cảnh báo nhắc nhở vận động ngồi lâu này. Đo nhịp tim, cảnh báo nhịp tim nếu mà tăng lên bao nhiêu đó, ví dụ nhịp tim mà chẳng may lên 140 trở lên thì nó sẽ thông báo, nó sẽ báo để anh em biết. Nhiệt độ này, xem nhiệt độ, ví dụ sốt 40 độ thì nó sẽ thông báo đó, vân chúng ta sẽ bật lên. Turn wrist này, lật cổ tay này, lật cổ tay để hiện này. Other setting, chúng ta chọn những cái theme 1 này, đó, những cái mặt đồng hồ này, theme 2, theme 3. Wearing person, chọn đeo tay trái tay phải. Tìm thiết bị này, độ sáng này, độ sáng cho 2 đi. Không làm phiền. Reset, disconnect. Rồi, đó là app và đồng hồ. Khá đáng tiếc là nó chỉ cảm ứng ở cái vùng kim loại này thôi, kim loại có những cái đồng tâm này thôi. Đó, chứ không phải cảm ứng trên màn hình. Vâng, đây đúng nghĩa là vòng tay theo dõi sức khỏe luôn, với những đầy đủ những cái đo nhiệt độ, đo huyết áp, đo oxy trong máu, tất tần tật.
Ngoài ra thì có những cái chế độ tập luyện theo dõi sức khỏe thì có lẽ mình không cần giới thiệu gì nhiều, anh em xem kênh YouTube của mình đều biết hết rồi. Chạy bộ, tập thể dục thể thao trong nhà ngoài trời đấy, cái đấy có quá cơ bản rồi, không cần phải nói nhiều. Rồi thì anh em lưu ý là mình sẽ để link mua sản phẩm này kèm mã giảm giá ở dưới video nhé. Ngoài ra thì sẽ tặng 3 chiếc đồng hồ này tới 3 anh em may mắn. Đấy, anh em nhận được một cái hộp như này. Đó, kèm cái đồng hồ trị giá gần triệu với rất là nhiều tính năng theo dõi sức khỏe. Ê, hữu ích luôn. Mình sẽ để tất cả link ở dưới video, gồm link chơi, link sản phẩm, cả mã giảm giá nữa. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm đồng hồ thông minh Hands Free Smart Band Z2. Anh em cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh đã chúc mình nhé. Cảm ơn anh video. Bye bye. Lần đầu tiên mình review đồng hồ mà có đo thân nhiệt luôn. Huyết áp thì mình thấy cũng tương đối là chính xác đấy.